mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thăng MC Channel. Cuối cùng, Goo Hye Sun đã xuất hiện sau vụ ly hôn chấn động, biểu cảm cùng dòng trạng thái gây chú ý lớn. Sau chuỗi ngày đăng tải loạt bằng chứng tin nhắn và bức hình cũ cùng mẹ rồi lại xóa đi vì vụ ly hôn chấn động với Azawin, Goo Hye Sun cuối cùng cũng đã lộ diện. Cô đăng tải hình ảnh mới nhất trên Instagram với biểu cảm hiền dịu, bình tĩnh và dòng trạng thái đầy ẩn ý trạng thái không cần chồng cũng ổn, nhưng cũng mang ý nghĩa thiện nguyện lên Instagram. Triển lãm Thế giới không có anh thật yên lặng đối với tôi đã kết thúc thành công tốt đẹp. 20 triệu won tương đương với 383 triệu đồng tiền lợi nhuận sẽ được gửi tới các trung tâm cứu trợ động vật. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cư dân mạng cho rằng dòng trạng thái của Goo Hye Sun không chỉ đơn giản là để cập nhật tình hình cho người hâm mộ. Đầu tiên, đây là những nước đi rất thông minh, thể hiện thái độ nghiêm túc và coi trọng việc từ thiện, gây quỹ của nữ diễn viên nhằm ghi điểm tuyệt đối trong mắt của công chúng. Ngoài ra, ngay chủ đề của buổi triển lãm Thế giới không có anh thật yên lặng đối với tôi được cho là mang ý dằn mặt Azawin. Trên thực tế, Goo Hye Sun là một nghệ sĩ đa tài và bản lĩnh, khả năng cá kiếm không vừa trong nhiều lĩnh vực từ điện ảnh, hội họa, xuất bản cho đến âm nhạc. Chính vì vậy, cô không phải dựa dẫm vào chồng để có thể tồn tại được trong lòng giải trí hay trang trải cuộc sống. Dù có thể sẽ phải rời khỏi công ty hiện tại hậu ly hôn so với khả năng vốn có và chiều hướng tích cực mà dư luận dành cho cô ở thời điểm hiện tại, nữ minh tinh sẽ không phải đối mặt với thời kỳ đen tối như người chồng cũ của mình.